What's up guys? Hello, anh em chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Barca Team TV. À mà không, phải gọi là Barca Retro TV nhá. Vừa mới đổi kênh cách đây một tháng. Khổ, cứ quên gọi từ kênh cũ. Ok thì hôm nay chúng ta lại đến với một cái video mới. News. Tại sao hôm nay gọi là news? Tại vì hôm nay là mình sẽ chào đón một tựa game mà mình mới nhập về, gọi là mình fan game này con mẹ luôn, gọi là fucking shit we poo. Ok thì trong cái đống sưu tập PS2 và GameCube của mình ở đằng sau thế này thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục sở hữu một game PS2 nữa. Yên tâm, game này mình cũng đếch bán đâu. Anh em có thể check in trên Shopee để có thể tra các sản phẩm mới mà mình đang up lên và các dịch vụ. Thì anh em nhớ theo dõi Shopee của mình nhé. Và yên tâm, game này sẽ không xuất hiện trên đấy đâu. Ok, và hôm nay hơi tiếc so với anh em là hôm nay đêm khuya. Anh bạn ship hàng đã không đến và chắc là mình sẽ xử đẹp cậu ta rồi. Ok, nói nhảm rồi thôi. Đi hôm nay sẽ có một cái món hàng phải nói là kỳ giá trị, y hệt như là con GameCube, cái đĩa Super Smash Bros mà lần trước mà mình đã mở một khu vực cho anh em xem cái đĩa đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một món hàng có giá trị tiếp theo, nó lại là một cái đĩa PS2 và được gửi đến cho mình. Nhưng mà rất là buồn cười một cái là thằng ship hàng đấy nó cực kỳ ngu anh em ạ, nó cực kỳ ngu luôn. Cái thằng mà lần trước mà anh em xem trong video ấy, nó ngu kinh khủng luôn, mang tiếng nó gửi cho mình, món nó là gửi mẹ sang nhà ông anh của mình. What the fuck? Xong cuối cùng là mình lại phải chạy sang đấy, mình lại phải xin kia hàng món hàng của ông ấy, đi rất là mệt đó, tốn con mẹ nó hết bao nhiêu tiền xăng xe đi lại bla 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 các thứ, thậm chí mình đã phải gọi là thôi không nói nữa, nói chung là bullshit tới đủ rồi. Hôm nay mình sẽ mở cái món hàng này. Thì đây là gì? Đây là đơn giản nó là món hàng. Và mình sẽ khui hộp ra và nói chung là đây là một cái tựa game mình khá là yêu thích. Một tựa game là mình khá là yêu thích. Mình là fan game này luôn. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho anh em xem và mình sẽ chi tiết cho anh em từng ly từng tí một cái tựa game này. Có thể là anh em nào mà từng fan của PS2 rồi thì anh em chắc là anh em sẽ biết đến nó. Chắc là sẽ rất là biết. Thì ngày xưa nó là đối thủ kỳ cựu của Dynasty Warrior. Ok, bóc rồi. Và ta-da! Anh em có thấy không, hôm nay tôi vui, tôi sướng, tôi phê, tôi tê, mà tôi phê điên dại luôn. Tại vì từ từ chút để mình lấy cái này chút. Trước hết, để về với nói tựa game này, chúng ta phải nói đến hai cái bản này mà mình đã sử dụng. Đây là một tựa game có tên là Sengoku Basara, hay gọi là Sengoku Basara, hay gọi là Chiến Quốc Basara, cái gì cũng được. Nếu mà nói về tựa game này thì chúng ta phải so sánh với Dynasty Warrior. Ông nào fanboy chơi hay chơi bản English của Dynasty Warrior thì không có chuyện nhá. Nhưng mà đối với mình ấy, mình là một fan game Nhật, fan của game Japan. Nói chung là đây là một trong những game Nhật duy nhất mà mình yêu thích. Thế thôi. Và thứ hai nó là phiên bản PS2. Và rất là hiếm khi ở Việt Nam có ông nào sử dụng cái bản này. Đây là bản phần 1, Sengoku Basara phần 1, bản tiếng Nhật. Thực ra thì nó cũng có một bản tiếng Anh. Thực ra cái game này thì nó ở thị trường phương Tây được phát hành dưới cái tên là Devil King vào năm 2005 tại thị trường phương Tây, cũng là của Capcom, trong cái tựa game của Capcom sản xuất thôi. Ban đầu thì cái tựa game này thì nó mang hơi hướng là nó lấy cảm hứng từ Devil May Cry với cả Street Fighter. Nên là cái cách đánh, cái style của nó rất là riêng, nó rất là khác so với các tựa game khác. Và đặc biệt hơn là cái tựa game này ấy, ban đầu được ra mắt ấy, anh em biết để cạnh tranh với game nào? Tạc Quốc 4. Chính xác là Tạc Quốc 4. Chính xác là để cạnh tranh với cái tựa game này. Đây là Shinsan Goku Musoba, hay gọi là Tạc Quốc 4, bản Empire. Mình chỉ có bản Empire thôi, mình chưa sử dụng bản thật. Bây giờ mình sử dụng bản thật để cho anh em xem. Thì nó là một trong những tựa game mà phải nói là
đi cạnh với nhau chém. Nhưng mà Basara có một cái rất riêng, đó là nó không bám sát lịch sử như là game của một Kotech, của một Koei, mà nó lại là đi theo hướng gọi là nó tạo cho một cốt truyện riêng mình. Anh em hiểu không? Nghĩa là nó chỉ lấy một cái thời chiến quốc Nhật Bản trong lịch sử có thật thôi, và các anh hùng hero như thế nó chỉ dựa và lấy cái hình tượng thôi. Còn lại là gì? Xào nấu một cốt truyện không có hồi kết, kiểu lao vào kiểu mấy ông lao vào chỉ đánh nhau ấy. Thì nhân vật chính của chúng ta trên cái ảnh bìa phần 1 đây chính là hai nhân vật Date Masamune, Đậm Nhãn Long, và Yukimura Sarada. Đấy, mãnh hổ cùng cài đấy. Cái tựa game này thì khá là thành công ở Nhật vào năm 2005, nhưng mà lại khá là fail ở thị trường phương Tây. Mình không đéo phải sao nữa. Nhưng mà thôi, đó là câu chuyện quá khứ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khui con này phê, gọi là mở hộp bên trong xem như nào. Anh em phải để ý là mặt sau đây. Đấy. Wow. Nói chung là mình khá là yêu tựa game này. Nếu mà xét ra các phiên bản của Basara ấy, thì chúng ta phải kể đến là có, nếu mà tính cả bản tiếng Anh nha anh em nhé, thì xem nào, có 2, 4, 6, 8, 10, 11, có 11 phiên bản tất cả, 12, chính xác là có 12 phiên bản tất cả anh em ạ. Có 2 bản PSP, 2 bản tiếng Anh, 2 bản tiếng Anh anh em nhé, 2 bản mở rộng của phần 2, 1 bản của phần 1, một bản extra, một phiên bản đối kháng PS2 nữa, một phiên bản phần 3 Utage cho PS3, 3 tiếng Anh, và cuối cùng là bản phần 4 bộ Sumeragi, và cuối cùng là bản Yukimura Den, là bản mới nhất là 2016. Ok, thì đó là mình giới thiệu sơ qua về cái tựa game này thôi. Đấy, anh em thấy đây là hai tựa game mình đã sở hữu trong gia đình nhà Basara. Mình thì còn thiếu xe bảo đến nhất có vài chục phiên bản nữa. Nếu mà mình mà sử dụng thêm Devil King nữa thì it's gonna be surprise bitch. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra nha cho anh em xem nha. What the fuck? Cái game trời ơi, tin được không? Chín à, đúng rồi, 99 100% mẻ luôn, không phải 99%. Nói chung là trời ơi, tin được không? Bây giờ nhá, thế này nhá, em phải để ý đây là một cái tựa game gốc của một game PS2. Nếu mà bố nào mà ngày trước ấy, từ ngày trước đi chép ấy, thì bây giờ mấy bố được nhìn đấy nhá. Thường là một tựa game PS2 khi mà được phát hành thêm một cái đĩa, một cái hộp PS2, bao giờ nó sẽ có một cái cơ bản là bao giờ nó có cái memory card holder. Thứ hai là book, và thứ ba là game. Thường thì tại sao lại có cái memory card holder? Mình giới thiệu luôn cho bố nào mà chưa biết đến game gốc PS2 gì và chưa nhìn đến game gốc PS2 gì. Cái game gốc PS2 ấy, thường bao giờ nó sẽ có một hộp như này. Vỏ bìa đầy đủ. PlayStation 2. Còn là bố nào mà chơi đĩa chép ấy thì chắc sẽ không bao giờ nhìn thấy bao giờ đâu. Và thứ hai là cái tựa game gốc ấy, để khi mà anh em mà mua ấy, mà khi anh em mà sưu tầm ấy, cái thứ giá trị nhất ấy trong cuộc đời của một retro gamer, nhất là ở Việt Nam như mình, nhất là cái thằng mà làm YouTuber sàm nho như mình ở Việt Nam về retro ấy, thì quan trọng nhất là cái này. Đấy. Quan trọng nhất là cái này. Nói chung là để có thể mà để có thể gọi là có thể có cho mình một đồ giá trị thì anh em phải sắm cho mình những cái đĩa mà nó có sẵn ra. Cái book này thì khá là giá trị, tại vì sao? Vì một cái book này có thể cho anh em những cái tờ hướng dẫn này, structure manual này, đấy. Các nhân vật trong game này, cách đánh này, tam giác này, mình cái này mình nhớ hết mà, tại vì ngày xưa mình từng chơi phần 2 rồi, chung là mình nhớ hết rồi. Đấy, đây là các cảnh screenshot trong game này, các nhân vật này. Đấy, chúng ta được thấy đúng như cái game Basara đời đầu luôn. Đây, giới thiệu cả nhân vật, có thể là các kỹ năng đây. Ở Date Masamune này có 2 chiêu mạnh nhất này. Riêng thì trong game này thì mình thích nhất là Morimoto Nari, tại vì đó là một trong những cái nhân vật mà mình đã từng chơi qua khá là hay. Nhưng mà mình không biết là trong bản này có xuất hiện Morimoto Nari không, hay là nó chỉ có mấy phiên bản của nhân vật đời đầu. Chắc là rồi sẽ có đâu. Nói chung là đây là một cái món hời, một món siêu hời. Và đấy, anh em thấy là thường là game Nhật đấy. Đây mình cũng xin nói qua luôn, đó là cái game Nhật nó khác với game Mỹ như nào. Mình sẽ có một cái này để cho anh em so sánh. Ok. Ok. Thực ra trên bìa đĩa của game gốc ấy, mình cũng xin nói luôn là trên bìa đĩa của game gốc ấy nó sẽ có 3 cái ký hiệu, anh em phải dễ hiểu.
về ngôn ngữ thì thôi nhá, không không nói chuyện gì nhá. Nhưng mà để phân biệt luôn là game Mỹ, game Nhật hay game Âu ấy thì là đây. Anh em để ý. Nói chung là anh em mà fan mà hay chơi game Âu Mỹ thì sẽ để ý là game Âu Mỹ thường hay có cái ký tự này SRB, Everyone. Đấy. Của châu Âu nó sẽ là chữ, có nghĩa là số, nó sẽ là số. Âu Úc nó cũng sẽ thế, nên chỉ khác là có thêm chữ G. Và của Nhật thì nó sẽ là Zero. Cái tem mark Zero. Đấy. Zero, Zero A, B, C, D. Cũng khá là dễ nhớ và dễ hiểu thôi. Nó cũng không có gì là khó hiểu lắm đâu. Thì để anh em mà có thể so sánh như vậy để cho nó dễ thôi. Nói chung là dễ hiểu. Trở lại vấn đề hôm nay, đó là mình bây giờ trong lòng đang vui sướng được một em nữa về với đại gia đình nhà mình, mà đặc biệt hơn lại là một món hời. Mình nói chung mình là fan của game này của mẹ. Nói sao nhỉ, chắc ngày tới mình sẽ mở video chơi thử cho anh em xem về cái tựa game này bạn sao nào đấy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem, nhớ like, subscribe và đồng thời đừng quên ủng hộ kênh mình, ủng hộ shop mình. Và lần sau mình sẽ tiêu diệt cái thằng ship hàng cay lắm.